hai ba FPT. Không không không, 1 2 3 4 5. À cộng 1 2 3 4 5. Hello mọi người. Mọi người chia sẻ livestream giúp shop nha. Hôm nay em có một câu hỏi dành cho mọi người rất là hay. Ai trả lời đúng sẽ nhận được quà của shop nha. Ai trả lời đúng sẽ nhận được quà của em nha. Mọi người làm thủ tục giúp em chia sẻ livestream nha mọi người nha. Làm thủ tục chia sẻ livestream giúp em nha. Hy vọng là mọi người hôm nay sẽ mua được rất là nhiều đồ giá rẻ. Bấm volume nhỏ lại em. Rồi ok mọi người, nhanh tay lên chia sẻ livestream với em nào. Trả lời câu hỏi nha. Nhanh tay lên chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi để được nhận quà của shop. Một phần quà rất là dễ thương, một chiếc đầm công chúa rất là dễ thương nha mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ livestream làm thủ tục, sau đó trả lời câu hỏi. Ai trả lời đúng sẽ nhận được quà của shop. Cực kỳ đơn giản luôn nha mọi người nha. Chia sẻ livestream giúp em đi mọi người ơi. Mọi người đã chia sẻ livestream giúp em chưa ạ? Mọi người có thấy em rõ hay không ạ? Mọi người có thấy Hello, Na Nguyễn, chào chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một bí quyết giảm cân rất là tuyệt vời. Hòa An ơi, shop ở quận 10 nha. Trăm câu anh đồ gia đình, xem đầm hồng. Ồ, thấy hay vậy ta. Đây chị ơi, đầm hồng này size từ 7 cho đến khoảng 13kg nha. 150k hàng Quảng Châu. 150k hàng Quảng Châu nha. Mọi người chia sẻ livestream giúp em, trả lời câu hỏi đúng sẽ được nhận quà của shop nha. Hồng gấm nhận đồ rồi hả chị? Đồ đẹp thì khen nha, đồ xấu thì thôi đừng có khen. Rồi thôi mọi người ơi, chia sẻ livestream giúp em chưa? Trả lời câu hỏi, đây là câu hỏi của shop em nha. Ai trả lời đúng sẽ được nhận quà nha. Ai trả lời đúng sẽ được nhận quà nha. Đố mọi người nè, hoa nào đẹp nhất? Câu hỏi hoa nào đẹp nhất cho mọi người nha. Hoa nào đẹp nhất? Mọi người chia sẻ livestream, chia sẻ 5 lần vào các hội nhóm. Chia sẻ 5 lần vào các hội nhóm nha mọi người nha. Chia sẻ 5 lần vào các hội nhóm và 5 lần vào các hội nhóm và 3 lần trên trang cá nhân. Kết bạn và theo dõi nick Nguyễn Tường Vi nha mọi người nha. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất, em đố mọi người hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất vậy mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất? Ai trả lời đúng, chia sẻ livestream thì sẽ được nhận quà. Hoa nào đẹp nhất? Đố mọi người hoa nào đẹp nhất ạ? Ai trả lời được không ạ? Ai trả lời hoa nào đẹp nhất mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất? Nhanh tay chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất nha. Chào tất cả mọi người. Chia sẻ livestream trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để nhận được quà nha. Những phần quà vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu luôn nha. Hoa nào đẹp nhất, hoa nào đẹp nhất? Mọi người hãy trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Chia sẻ livestream, chia sẻ livestream 5 hội nhóm nha mọi người nha. Chia sẻ ít nhất 5 hội nhóm, trả lời câu hỏi. Ai trả lời đúng sẽ nhận được quà hoa nào đẹp nhất. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất? Mọi người hãy chia sẻ mạnh tay vào giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay vào giúp em nha.
đủ lượt người xem em sẽ công bố kết quả nha. Hoa nào đẹp nhất, hoa nào đẹp nhất mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất nào? Hoa nào đẹp nhất, hoa nào đẹp nhất? Mọi người có muốn nghe gợi ý không ạ? Đây là một loài hoa rất đẹp. Hoa nào đẹp nhất, hoa nào đẹp nhất? Hoa tường vi. Trời em biết mà. Hoa hậu, hoa hậu, hoa tây, hoa nào đẹp nhất? Trời, hoa hậu, hoa trong xốp, hoa hậu, hoa tây, hoa hồng. Mọi người ơi, mọi người cứ comment thoải mái nha. Có hoa nào đẹp nhất mọi người? Hoa hướng dương, hoa hướng dương cũng khá là đẹp. Hoa tường vi, hoa mặt trời, hoa hậu. Đồ đẹp lắm luôn đó. Rồi, cảm ơn. Đâu rồi, ghim lên xíu rồi. Rồi, đó, cho chị lên tường luôn. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Trả lời câu hỏi, hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Hoa ly. Chưa đúng. Hoa hậu. Kết quả này một lát em sẽ công bố sau nha. Mọi người cứ comment đi ạ. Hoa tường vi, hoa tây, hoa hậu. Hoa gì đẹp nhất mọi người ơi? Hoa đồng tiền. Em có đồng tiền đây. Hoa gì đẹp nhất mọi người ơi? Hoa gì đẹp nhất? Mọi người ơi, ai biết câu trả lời thì trả lời giúp em đi ạ. Ai chỉ cần trả lời đúng, có chia sẻ livestream là nhận được quà nha. Chỉ cần trả lời đúng và có chia sẻ livestream sẽ nhận được quà nha mọi người nha. Câu hỏi của shop, hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Mọi người ơi, hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền cũng rất là đẹp nhưng chưa phải là hoa đẹp nhất nha. Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất mọi người ơi? Hoa gì đẹp nhất nào? Theo mọi người thì hoa gì đẹp nhất? Hoa hướng dương. Hoa hướng dương cũng đẹp ha. Chị cứ giữ câu hỏi đó đi, một lát em sẽ công bố kết quả ngay bây giờ đây. Xem ai là người trả lời đúng nha mọi người, cứ comment thoải mái. Hoa gì đẹp nhất, hoa gì đẹp nhất? Trả lời câu hỏi, kết bạn, chia sẻ năm hội nhóm. Mọi người sẽ được mua đồ 25k kèm tặng quà. Hoa gì đẹp nhất, hoa gì đẹp nhất nha. Trả lời đúng câu hỏi hoa gì đẹp nhất sẽ được nhận quà nha mọi người nha. Nhớ là phải chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm để có cơ hội nhận được quà. Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Theo các chị thì hoa gì là đẹp nhất vậy mọi người? Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Mọi người nhớ chia sẻ livestream vào năm hội nhóm và comment câu trả lời của mình vào phía bên dưới. Em sẽ công bố kết quả ai là người trả lời đúng và nhanh nhất nha. Mọi người nhanh tay lên nào. Chia sẻ mạnh tay giúp em. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em. Hoa gì đẹp nhất? Câu hỏi này là một câu hỏi mở rất là đơn giản. Chỉ cần mọi người trả lời đúng thì mọi người sẽ được quà. Ai trả lời đúng thì người đó sẽ được quà nha mọi người nha. Chỉ cần trả lời đúng. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Nhanh tay lên mọi người ơi. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất. Trả lời đúng câu hỏi hoa gì đẹp nhất sẽ được nhận quà. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất để được nhận quà nha mọi người nha. Chia sẻ livestream. Trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất để được nhận quà nha. Đây là một câu hỏi mở, ai cũng có thể trả lời đúng. Và mọi người chỉ cần trả lời đúng thôi là mọi người sẽ được nhận quà. Đơn giản vậy thôi. Mọi người ơi, hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất mọi người? Nhớ là phải chia sẻ livestream mới được nhận quà nha. Không chia sẻ livestream là không được nhận quà đâu mọi người ơi. Không chia sẻ livestream là không được nhận quà. Nên nhớ như vậy. Mọi người nhớ chia sẻ livestream giúp em nha. Sau đó trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất. Theo mọi người thì hoa gì đẹp nhất? Hoa gì mà mọi người thích nhất? Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất ạ? Hoa hướng dương, hoa hậu, hoa hồng, hoa tây, hoa sen. Em có một câu thơ về hoa sen rất là hay. Trong đầm gì đẹp bằng
sen đúng không ạ? Rồi, hoa nào đẹp nhất? Hoa sen là đẹp nhất cái đầm sen đúng không mọi người? Hoa sen là đẹp nhất cái đầm sen. Còn cái này là hoa sen đẹp nhất đầm sen cũng hay. Hy vọng là hoa sen là kết quả đúng, nhưng mà chưa chính xác nha. Hoa hồng, hoa đào, hoa hậu, hoa mai. Trong đầm gì đẹp bằng sen? Rồi gì nữa ta? Quên mất tiêu rồi. Rồi, hoa khôi chưa đúng, hoa mai chưa đúng, hoa hướng dương chưa đúng nha, hoa mặt trời chưa đúng, hoa pha lê chưa đúng, hoa liễu chưa đúng, hoa tây chưa đúng, hoa hậu đây là một cái câu trả lời sẽ được công bố kết quả sau nha. Hoa nào đẹp nhất? Hoa hậu chưa chính xác. Hoa hậu chưa chính xác. Hoa phượng chưa chính xác. Hoa sen chưa chính xác. Mọi người ơi, chia sẻ livestream hoa súng. Hoa súng chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất? Ai trả lời được người đó sẽ được một phần quà cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương của shop luôn. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Chưa ai trả lời đúng hết. 70 người xem chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Ai có đáp án khác vẫn còn có cơ hội nha. Mau lên. Hoa huệ chưa đúng, hoa bưởi. Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Câu hỏi hoa nào đẹp nhất, mọi người nhớ là mọi người phải chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Ai trả lời đúng sẽ nhận được quà. Hoa nào là đẹp nhất? Mọi người ơi, hoa nào là đẹp nhất? Mọi người chỉ cần trả lời đúng câu hỏi hoa nào đẹp nhất sẽ nhận được quà nha mọi người nha. Nhớ là phải chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream. Hoa ly. Hoa ly cũng khá là đẹp nhưng chưa phải là hoa đẹp nhất. Hoa cẩm tú cầu. Wow, hoa này thì ở Đà Lạt rất là xinh luôn nhưng mà chưa đúng. Hoa lan. Không đúng. Hoa mai. Hoa tây chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất? Hoa tulip chưa đúng. Hoa hậu chưa đúng. Hoa đồng tiền chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất ạ? Lương Trang hoa hậu chưa đúng. Kim Hà hoa đồng tiền chưa đúng. Hồng Chi hoa tai chưa đúng. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Người đó sẽ nhận được một phần quà của shop là một chiếc đầm công chúa rất là dễ thương. Mọi người ơi, hãy nhanh tay chia sẻ livestream năm hội nhóm và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. 100 người xem và chưa ai trả lời đúng hết. Đây là một câu hỏi mở rất là dễ nha mọi người nha. Hoa xương rồng chưa đúng. Hoa hậu chưa đúng. Hoa mùi giờ. 10 giờ. Hoa 10 giờ chưa đúng. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, hoa nào đẹp nhất? Ai trả lời đúng sẽ nhận ngay một phần quà hết sức có giá trị của shop. Ai trả lời ngay, ai trả lời đúng ngay lập tức. Hoa mẫu đơn chưa đúng. Hoa mẫu đơn là một loài hoa cũng khá là đẹp. Hoa nào nhưng mà chưa phải là hoa đẹp nhất? Hoa vàng trên cỏ xanh. Bảo Trần, một câu trả lời rất là hay ha. Hoa sen, hoa giấy chưa đúng, hoa hướng dương, hoa hậu chưa đúng. Mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm, trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Ai là người trả lời đúng, người đó sẽ được nhận quà của shop. Hoa nào đẹp nhất? Câu hỏi của chúng ta là hoa nào đẹp nhất? Nhớ là chia sẻ livestream vào năm hội nhóm, trả lời đúng câu hỏi là được quà. Đơn giản vậy thôi nha mọi người nha. Chia sẻ livestream năm hội nhóm, trả lời đúng câu hỏi là sẽ nhận được quà. Hoa nào là đẹp nhất? Hoa sen, hoa 10 giờ, hoa tươi, hoa tự trồng, hoa vàng trên cỏ xanh. Hoa vàng trên cỏ xanh, hoa hậu, hoa tươi. Chưa đúng. 110 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này. Xem ai là người thông minh nhất. Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Em có câu trả lời rất là chính xác nha. Hoa trinh nữ. Nghe trinh nữ là thấy là đẹp rồi nhưng mà chưa đúng. Hoa cỏ mùa xuân, hoa hồng cài áo,
Hoa đỗ quyên chưa đúng. Hoa nỏ, hoa hồng chưa đúng. Hoa thủy tiên chưa đúng. Có rất là nhiều loài hoa nha. Và mọi người hãy trả lời giúp em, hoa nào đẹp nhất? Chưa ai trả lời đúng. Em tuyên bố một câu thẫn thờ là chưa ai trả lời đúng. Hoa lay ơn chưa đúng. Hoa hải dương chưa đúng. Hoa trạng nguyên chưa đúng. Hoa trinh nữ, hoa học trò chưa đúng. Chưa ai đúng hết mọi người ơi. Hoa nào là đẹp nhất? Hoa nào là đẹp nhất? Mọi người chia sẻ livestream, comment, comment câu trả lời vào đây. Ai là người trả lời đúng sẽ được nhận quà của shop. Nhớ là chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Trả lời đúng câu hỏi hoa nào đẹp nhất là được nhận quà. Một phần quà vô cùng giá trị của shop. Một phần quà rất là giá trị của shop luôn. Một chiếc đầm công chúa rất là xinh. Một chiếc đầm công chúa rất là xinh xắn nha. Mọi người hãy trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Oải hương chưa đúng. Phong lan chưa đúng. Hoa hậu, hoa trạng nguyên, hoa điểm 10, hoa mặt trời, hoa khôi, hoa huệ. Hoa huệ đẹp hả? Hoa huệ đẹp, đúng rồi, hoa huệ đẹp. Rồi mọi người, chưa ai trả lời đúng. Em thách mọi người trả lời đúng câu này. Mọi người hãy nhanh tay trả lời. Hoa xoăn là hoa gì? Em không biết tới hoa đó luôn. Hoa gì đẹp nhất mọi người ơi? Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất để nhận quà nha. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm trả lời hoa gì đẹp nhất để nhận quà. Đây là một câu hỏi khá dễ. Đây là một câu hỏi khá dễ, nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời. Nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời nha. Mọi người ơi, nhanh tay. Hoa tây, hoa bé ngoan. Hoa bé ngoan. Những người trả lời câu hoa bé hoa là những người đã có bé rất là dễ thương đi học mẫu giáo rồi. Sẽ thích cái câu này ha. Hoa anh túc chưa đúng, cẩm tú cầu không đúng, mai không đúng. Hoa hậu không đúng, hoa khôi không đúng. Chưa ai trả lời đúng hết. 170 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Mọi người ơi, ai trả lời đúng câu hỏi này sẽ nhận được một phần quà vô cùng giá trị của shop. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm. Chia sẻ trên trang cá nhân để nhận được quà. Câu hỏi trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Chỉ cần mọi người trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất, trả lời đúng là nhận được quà. Đơn giản vậy thôi. Hoa đẹp. Hoa đẹp thiếu chữ nhất rồi. Hoa văn chưa đúng. Hoa xương rồng chưa đúng. Hoa tai. Hoa mọc trên đồi cỏ non. Hoa mộc lan chưa đúng. Hoa rau muống chưa đúng. Cẩm tú cầu đồng tiền chưa đúng. Chưa đúng nha mọi người nha. 180 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Câu hỏi này rất dễ. Hoa nào đẹp nhất? Chưa ai trả lời đúng câu hỏi này luôn. Chưa ai trả lời đúng luôn. Hoa bách hợp chưa đúng. Hoa kỳ chưa đúng. Hoa kỳ là giàu nhất thôi. Hoa kỳ là giàu nhất. Chưa đúng là chị Mai Trúc Linh nha. Tia nắng. Hoa nào đẹp nhất? Đây là một câu trả lời. Đây là một câu hỏi rất là hay. Và mọi người thấy rất là dễ, nhưng mà chưa chắc là mọi người ai cũng biết nha. Sẽ có người biết. Mình tin là sẽ có người đoán ra được là hoa gì là đẹp nhất. Hoa gì là đẹp nhất mọi người ơi? Nhanh tay chia sẻ vào năm hội nhóm trả lời đúng là nhận được quà nha. Hoa quỳnh chưa đúng. Hoa dâm bụt chưa đúng. Hoa đẹp nhất là đẹp nhất chưa đúng. Rồi mọi người ơi, chia sẻ livestream. 210 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Tại sao vậy mọi người? 210 người đang xem và chưa có một câu trả lời nào đúng hết. Mọi người đừng trả lời trùng khớp nhau, đừng trả lời trùng lặp nhau. Trên Việt Nam này có bao nhiêu loài hoa? Trên thế giới này có bao nhiêu loài hoa? Hoa này thực sự rất là đẹp. Đây là một loài hoa rất là đẹp, đẹp nhất. Đây là hoa đẹp nhất. Mọi người ơi, 220 người đang xem và chưa ai trả lời đúng. Mọi người vẫn còn có cơ hội. Ai biết thì mau comment giúp em đi ạ. Ai biết thì mau comment giúp em để nhận được quà của shop nha. Hoa dừa cạn chưa đúng, hoa nhài chưa đúng, hoa lài chưa đúng. Chưa ai trả lời đúng hết. Ngọc lan, hoa hậu không đúng rồi. Hoa đẹp nhất, hoa hậu quốc tế. Hoa hậu quốc tế chưa đúng nha.
Hoa lan, hoa giấy, chưa đúng, hoa anh đào, hoa hậu. Hoa nào đây mọi người ơi? Nhanh tay lên. Ai trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh, cực kỳ xinh. Hình như viết lộn chữ hoa rồi đúng không? Hoa nào đẹp nhất? Sorry mọi người, hoa nào là đẹp nhất ạ? À? 250 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Em thật sự rất là hoang mang. Em nghĩ em chắc chắn là sẽ có người trả lời đúng câu hỏi này. Hoa nào đẹp nhất? Mọi người hãy nghĩ về những cái gì nó gần gũi với chúng ta. Hoa nào đẹp nhất rồi mọi người ơi? Hoa mẫu đơn, hoa anh đào, hoa súng, hoa tai, hoa tình, hoa súng, hoa đào, hoa mai vàng, hoa hậu. Chưa đúng. Nguyễn Ngân Nhi. Mọi người ơi, 280 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này. Chưa ai trả lời đúng câu hỏi này. Mọi người, đây là một câu hỏi rất là mở cho mọi người. Hoa nào đẹp nhất? Em chắc chắn là sẽ có người biết, nhưng chưa nghĩ ra. Sẽ có người biết và chưa nghĩ ra thôi. Hoa phượng. Hoa phượng không đẹp. Không phải là hoa đẹp nhất. Hoa phượng đẹp, hoa nào cũng đẹp hết. Nhưng hoa đẹp nhất chỉ có một thôi. Hoa đẹp nhất chỉ có một thôi mọi người ơi. Hãy nhanh tay chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để có cơ hội nhận quà của shop nhé. Một phần quà vô cùng có giá trị. Một phần quà vô cùng giá trị dành cho người trả lời đúng câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Hoa nào đẹp nhất? Chia sẻ livestream 5 hội nhóm. Hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Chưa đúng. Hoa cỏ dại. Chưa đúng. Hoa cưới. Chưa đúng. Hoa tay. Chưa đúng. 350 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Hoa tay. Không đúng nha mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ livestream. Em tin rằng sẽ có người trả lời đúng câu hỏi này. Em sẽ tìm ra được chủ nhân của phần quà vô cùng giá trị ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây? Hoa nào đẹp nhất? Hoa hậu không đúng. Hoa sala, hoa gì? Hoa sala không đúng. Hoa tươi, hoa hậu, hoa mận, hoa đồng tiền, hoa tigon, hoa cưới, hoa mắt. Chưa đúng. Hoa cỏ dại chưa đúng. Mọi người ơi, nhanh lên chia sẻ livestream và comment câu trả lời vào đây. Chưa ai trả lời đúng, mọi người vẫn còn có cơ hội. Hoa hậu, hoa mẫu đơn, hoa trinh nữ. Những câu này là có người trả lời rồi nha mọi người nha. Chưa ai trả lời đúng hết. Mọi người chia sẻ livestream trả lời câu hỏi hoa gì đẹp nhất để nhận quà. Chia sẻ livestream trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Hoa nào đẹp nhất để nhận quà nha mọi người nha. Theo mọi người thì hoa nào là đẹp nhất? Hoa sữa. Không đúng. Hoa tai. Không đúng. Hoa hậu. Hoa hậu nhiều người trả lời rồi, không đúng. 400 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. 400 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Mọi người nhanh tay chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để nhận quà nha. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để nhận quà. Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thì sẽ được nhận quà. Một phần quà vô cùng giá trị, một phần quà rất giá trị của shop. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Ai trả lời được sẽ được nhận quà của shop. Câu hỏi rất là dễ thương. Không, sẽ có hoa đẹp nhất. Sẽ có hoa đẹp nhất. Hoa sen chưa đúng. Hoa tay, hoa hậu chưa đúng. Hoa lan chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất mọi người? Hoa nào đẹp nhất? Mọi người ơi, hãy chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để nhận quà nha mọi người nha. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Chưa ai trả lời đúng hết. Hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất vậy? Hoa phát tài. Rồi, rồi, rồi. Hoa... chưa ai trả lời, chưa ai trả lời hết, chưa ai trả lời hết. Không, sẽ có người trả lời đúng.
sẽ có người trả lời đúng. Em tin là sẽ có người trả lời đúng. Và dù không ai trả lời đúng, em cũng sẽ công bố kết quả cho mọi người biết là hoa nào là hoa đẹp nhất. Chị Hoa, hoa hồng, hoa ngũ sắc, hoa vinh, hoa lưng ơn, hoa của em, hoa phát lộc. Mọi người ơi, hoa nào là đẹp nhất, mọi người chia sẻ livestream lên năm hội nhóm, chia sẻ livestream sau đó trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để có cơ hội nhận được quà nha. Chia sẻ livestream trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để nhận được quà. Mọi người ai biết được hoa nào đẹp nhất thì comment vào giúp em ạ. Hoa nào đẹp nhất thì comment giúp em ạ. Hoa điểm 10 chưa đúng. Hoa hậu. Hoa hậu, hoa linh lan chưa đúng. Hoa điểm 10, hoa trạng nguyên, hoa hồng. Hoa kim nguyên chưa đúng. Hoa linh lan điểm 10, hoa tình yêu không đúng. Hoa mặt cười không đúng. Mọi người chia sẻ livestream và trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất để được nhận quà nha mọi người nha. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi. Đây là hoa rất là đẹp luôn. Hoa đẹp nhất. Đẹp nhất trên thế giới này. Hoa này là đẹp nhất thế giới luôn nha, chứ không phải là ở Việt Nam không đâu. Đẹp nhất trên thế giới này. Là một loài hoa mà ai cũng có thể đoán được, nhưng phải suy nghĩ. Ai cũng phải đoán được, ai cũng sẽ biết được là loài hoa nào là loài hoa đẹp nhất. Đây là một câu hỏi dễ, nhưng thật sự không phải dễ. Mọi người phải suy nghĩ xem hoa nào là đẹp nhất. Hoa cúc, hoa đẹp, hoa quả, búp hoa chưa đúng, hoa tươi chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất. 420 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. 420 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Em sẽ tìm ra nhân tài của đất nước. Ai trả lời đúng? Hoa tulip, hoa hậu, hoa su, hoa bằng lăng, hoa hồng, hoa lê ơn, hoa tây, hoa dâm mục, hoa ngũ sắc, hoa nhất, hoa đẹp, hoa quá. Không được comment bậy nha nhỏ không nha. Em biết chị là hoa học trò, hoa tulip, hoa tình yêu, hoa thiên sứ, hoa hồng tỉ muội, hoa mặt trời chưa đúng. Hoa hậu chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất? Mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. 460 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này. 460 người đang xem nhưng chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết mọi người ơi. Chưa ai trả lời đúng, em khẳng định với mọi người là chưa ai trả lời đúng. Hoa tây, hoa học trò, hoa tường vi. Em cũng thích hoa tường vi là hoa đẹp nhất lắm. Tại vì em tên tường vi mà. Nhưng mà không phải. Hoa học trò, hoa trinh nữ, hoa tây, hoa khôi, hoa mai. Mọi người chia sẻ livestream vào năm hội nhóm, sau đó comment câu trả lời của mình vào đây. Comment câu trả lời của mình vào đây. Ai trả lời đúng sẽ được nhận quà. Đơn giản lắm, ai trả lời đúng sẽ được nhận quà. Chia sẻ livestream năm hội nhóm và comment câu trả lời của mình vào đây. Em sẽ đọc kết quả của từng người một. Em sẽ tìm ra nhân tài của đất nước ngày hôm nay, xem ai là người đoán được câu hỏi này. Hoa dại, hoa trinh nữ, hoa mai, hoa tây, hoa khôi, hoa thủy tinh, hoa anh đào, hoa dại chưa đúng, hoa nhài chưa đúng, hoa mới nở chưa đúng, hoa huỳnh, hoa hậu chưa đúng, hoa hậu thế giới chưa đúng, hoa đào, hoa mặt trời, hoa mẫu đơn, hoa tâm, hoa anh đào, hoa ti go nõi hương chưa đúng. Hoa nào đẹp nhất? 450 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Mọi người hãy chia sẻ livestream vào năm hội nhóm và comment câu trả lời vào đây. Một người có thể comment rất nhiều loài hoa, có thể comment rất nhiều lần. Chỉ cần trả lời đúng là được quà. Đơn giản, chỉ cần trả lời đúng là được quà. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Tiếc gì một câu hỏi và tiếc gì một cái chia sẻ, phải không nào mọi người? Tiếc gì một câu trả lời. Biết đâu mình lại là nhân tài của thế giới. 500 người không ai trả lời đúng, chỉ mỗi một mình trả lời đúng. Hay thật. Hoa nào là đẹp nhất? Hoa ven đường chưa đúng. Hoa dâm bụt chưa đúng. Hoa được mùa, pháo hoa, hoa đào, hoa hậu chưa đúng. Hoa bách nhật chưa đúng. Hoa anh đào, mọi người ráng lên, cố lên. Hoa ngoài đường chưa đúng. Nhân tài không. Nhân tài là chúng ta ở đây
không về các bụi được đâu. Sẽ có nhân tài xuất hiện, em đang tìm nhân tài của thế giới. Mọi người ơi, nhanh tay lên, em đang tìm nhân tài đây. Hoa hậu, hoa đồng tiền, hoa cẩm tú cầu, hoa tây, pháo hoa linh lan, hoa khôi. Chưa đúng nha, chưa ai trả lời đúng hết. Chưa ai trả lời đúng hết. 560 người đang xem và chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Chưa ai trả lời đúng hết. Chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Mọi người nhanh tay nào, chia sẻ livestream, sau đó comment câu trả lời của mình đây. Chúng ta phải thể hiện khả năng của mình đi. 530 người đang xem và không ai trả lời đúng. Biết đâu mình lại là nhân tài của thế giới. Mình trả lời đúng, mình đã hơn 500 mấy chục người rồi. Mọi người hãy nhanh tay lên chia sẻ và comment kết quả của mình vào đây nha. Nhanh tay chia sẻ là... Wow, có người rất là lãng mạn nha, Lương Ngọc Thủy nè. Em đọc câu trả lời của chị Lương Ngọc Thủy nha. Hoa đẹp nhất là người yêu của mình nghĩ như một cành hoa trong lòng một người đàn ông. Lãng mạn quá. Chưa đúng. Hoa đương thời. Hoa khoe sắc là hoa đẹp nhất, chẳng tàn phai là loài hoa bất tử. Wow. Sẽ có rất là nhiều người rất là lãng mạn. Danh liễu ngôn là rất là đẹp ha. Champion. Hoa champion là hoa chiến thắng, hoa bí ngạn, hoa cỏ dại, hoa đẹp nhất. Hoa nào là hoa đẹp nhất mọi người ơi? Mọi người hãy trả lời bằng cả cái suy nghĩ của mình, bằng cả tâm hồn của mình để trả lời câu hỏi này mọi người ơi. Hãy vận dụng hết đầu óc, vận dụng hết tư duy, sáng tạo để trả lời câu hỏi này. Hoa nào đẹp nhất? Mọi người hãy vận dụng hết cái khả năng của mình có. Mình xem mình thông minh hơn 530 người ở đây hay không? Mình phải thông minh hơn 530 người ở đây. Mọi người ơi, hãy cố gắng lên, suy nghĩ, vận dụng hết đầu óc để trả lời câu hỏi này đi mọi người ơi. Hoa nào đẹp nhất? Hoa là em bó tay. Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Nhanh tay chia sẻ livestream, sau đó comment câu trả lời của mình vào đây. Chia sẻ livestream, comment câu trả lời của mình vào đây. Biết đâu mình lại là người chiến thắng câu 500 người ở đây. Hoa tây, hoa hồng tình yêu, hoa cài tóc, hoa hậu, hoa vàng trên cỏ xanh, hoa sen, hoa trinh nữ, hoa kỳ. Hoa kỳ là giàu nhất. Hoa kỳ rất giàu, hoa kỳ giàu nhất. Hoa nào đẹp nhất? Câu hỏi là hoa nào đẹp nhất chứ không phải là hoa nào giàu nhất nha mọi người nha. Hoa nào đẹp nhất? 500 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Mọi người cố lên nào, hoa nào đẹp nhất? Theo mọi người biết thì hoa nào là hoa đẹp nhất ạ? Hoa nào đẹp nhất mọi người ơi? Mọi người hãy chia sẻ livestream vào năm hội nhóm, bấm theo dõi và kết bạn nick này, trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Ai là người trả lời đúng nhất sẽ nhận được quà của shop. Ai là người trả lời chính xác nhất sẽ được nhận quà của shop nha. Hoa hồng, pháo hoa, hoa vàng, hoa sen trắng, hoa điểm 10, hoa kỳ, hoa nào cũng đẹp, hoa tình yêu, hoa anh túc, tất cả các loài hoa đều đẹp. Hoa nào cũng đẹp. Hoa lệ, hoa hậu, hoa mỏ vẹt. Ủa có luôn hả? Hoa vạn cúc, hoa hồng. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Mọi người ơi, hãy trả lời câu hỏi của em. Hoa nào đẹp nhất? Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream vào năm hội nhóm, bấm theo dõi và kết bạn nick đồ đôi thì mọi người sẽ không... cái nick này thì mọi người sẽ không bị ẩn comment nha mọi người nha. Sau đó mọi người hãy trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Em đang tìm ra nhân tài của đất nước đây mọi người ơi. Em đang chiêu mộ các nhân tài của đất nước mọi người ơi. Hãy nhanh tay lên trả lời câu hỏi để xem mình có phải là nhân tài hay không nào. Hoa mặt trời, hoa canna, hoa cưới, hoa cẩm tú cầu, hoa cưới, hoa điểm 10, hoa đồng tiền, hoa mình thích. Hoa nào là đẹp nhất mọi người ơi? Hoa cẩm chướng chưa đúng. Hoa mai chưa đúng. Mọi người ơi, hoa nào là hoa đẹp nhất mọi người ơi? Cố gắng lên, chưa ai trả lời đúng hết. Mình phải trả lời nhiều vào, trả lời tích cực vào.
trả lời tích cực vào xem mình có phải là nhân tài của đất nước hay không. Trở thành nhân tài của đất nước đâu phải là chuyện dễ. Mọi người ơi, hãy nhanh tay lên comment câu trả lời của mình vào đây để xem mình có phải là nhân tài của đất nước hay không. Nhanh lên mọi người ơi. Hoa Mai chưa đúng. Bồ Công Anh chưa đúng. Mọi người ơi, chia sẻ livestream và comment câu trả lời của mình vào đây. Comment câu trả lời của mình vào đây. Nhanh tay lên nào mọi người ơi, trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất. Chưa ai trả lời đúng hết. Em đang tìm ra một người có câu trả lời chính xác. Chúng ta hãy vận dụng chúng ta hãy vận dụng tất cả những kiến thức mà mình có, những cái gì đó gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta đưa ra câu trả lời. Đây là một câu trả lời rất là hay. Những gì gần gũi nhất trong chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta sẽ gặp được một loài hoa đẹp nhất. Mọi người ơi, hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? Mọi người sẽ có câu trả lời rất là chính xác. Em tin là sẽ có người trả lời đúng được câu hỏi này. Hoa sen. Nhũ hoa. Không đúng. Hoa đồng tiền. Hoa hậu, hoa tứ quý, hoa sắc, hoa cỏ lao, hoa bướm, chưa đúng. Mọi người ơi, trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất? Hoa nào đẹp nhất? 50 người đang xem và chưa ai trả lời đúng hết. Hoa trà, hoa ly chưa đúng. Hoa ly chưa đúng, hoa gạo chưa đúng. Chưa, hoa súp lơ chưa đúng. Hoa việt tốt, hoa mình thích. Hoa nào là đẹp nhất mọi người? Chia sẻ livestream. Em đang chiêu mộ nhân tài của đất nước. 530 người đang xem nhưng chưa ai trả lời đúng câu hỏi này hết. Chúng ta hãy trở thành người thông minh nhất nào. Chúng ta phải vận dụng hết tất cả cái những kiến thức mà chúng ta biết được để chúng ta trả lời câu hỏi này. Đây là một câu hỏi cực kỳ dễ, nhưng để tìm ra câu trả lời của nó thì mọi người phải vận dụng hết tất cả những gì mà mình biết được, mình tích lũy được trong cuộc sống này để mình trả lời câu hỏi này. Đó, ghê chưa? Hoa đàm, hoa hàm tiếu, hoa gạo, hoa trẻ em. Đây là một hoa gì đẹp nhất? Hoa cúc vạn thọ. Chưa đúng. Nha, mọi người phải vận dụng hết tất cả đầu óc của mình, vận dụng hết tất cả các kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Cuộc đời mình đã trải qua, những gì mình cũng phải vận dụng hết luôn để mình trả lời câu hỏi này. Đó, nó liên quan đến rất là nhiều thứ mà mọi người phải vận dụng để mọi người mới có thể trả lời được. Nó không đơn giản. Đây là một câu hỏi nhìn vào rất là đơn giản, nhưng ít ai có thể trả lời được câu hỏi này. Và người trả lời được cái câu hỏi này là một người gọi là nhân tài của đất nước. Hoa cười, hoa lan, hoa câu, chưa đúng. Hoa bé ngoan, hoa hàm tiếu, hoa champion, chưa đúng. Hoa gạo, hoa tình yêu, chưa đúng. Hoa hậu, hoa dư cần, hoa đĩa, hoa hậu, hoa mình thích, hoa hậu, hoa hậu, chưa đúng nha. Hoa cúc, hoa mồng gà, chưa đúng. Hoa mình thích, hoa súp lơ, hoa việt tốt, hoa sư rồng. 560 người đang xem và chưa có ai, chưa có ai trả lời đúng nha. Hoa nào là đẹp nhất? Hoa nào là đẹp nhất? Hoa đường đời. Gần đúng, chưa đúng. Hoa đường đời chưa đúng. Hoa nào là đẹp nhất mọi người ơi? Hoa nào là đẹp nhất? Hoa mắt. Hoa mắt chưa đúng. Hoa thành công chưa đúng. Nó cái tính chất của nó cũng tương tự như vậy. Đây, hoa gì đẹp nhất? Ngắm hoa lệ rơi. Ngắm hoa lệ rơi là hay nhất. Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất? Hoa huệ tây, chưa đúng. Hoa học trò, chưa ai trả lời đúng hết. 630 người xem và chưa ai trả lời đúng hết. Hoa tương lai, hoa lục bình. Hoa tương lai chưa chắc đã đẹp. Tương lai của mình không biết sẽ đi về đâu và sao không biết sẽ làm được cái gì hết. Cho nên là hoa tương lai chưa chắc đã đẹp. Mình chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu mà. Hoa gì? Hoa gì đẹp nhất? Hoa gì đẹp nhất mọi người? Ai
mà đoán ra được kết quả này thì sẽ nhận được một phần quà cực kỳ giá trị của shop luôn. Hứa với mọi người luôn, em đang chiêu mộ nhân tài của đất nước. Đây, hoa gì đẹp nhất? Mọi người trả lời đúng câu trả lời thì sẽ được quà. Và mọi người nên vận dụng tất cả những gì mà mình có, tất cả những kinh nghiệm của mình trong cuộc sống này để mình trả lời câu hỏi này nha. Phải vận dụng hết, nó không đơn giản đâu mọi người ơi. Đây là câu trả lời không đơn giản, và mọi người chỉ cần trả lời đúng câu trả lời của shop thì mọi người sẽ được nhận quà, đơn giản vậy thôi. Hoa thành công, hoa thành công gần đúng, hoa thành công cũng gần đúng. Hoa đồng tiền, hoa khôi, hoa tây, hoa hiện tại, hoa thiên nhiên, hoa tươi, hoa sen, hoa anh đào, hoa ước nguyện, chưa đúng, hoa vàng trên cỏ xanh, hoa gợi ý, hoa tàu, hoa thiên đường, hoa thật lòng. Gần 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 đúng rồi, gần đúng rồi. Hoa thiên đường, hoa trường sinh, hoa tuổi thơ, hoa vinh quang. Mọi người ơi, mọi người đã có những cái câu hỏi nó gần gần như đúng rồi đó, nhưng mà chưa đúng nha, chưa đúng, nó còn mang tính chất gọi là cá nhân quá, nó chưa đúng. Hoa vinh quang, hoa thành đạt, xém đúng rồi đó mọi người ơi, nhanh tay lên. Mọi người đã có những cái hướng đi rất là tích cực rồi. Hoa đời. Mọi người đã có những hướng đi rất là tích cực và có câu trả lời gần đúng như câu trả lời của shop nha, nhưng mà chưa đúng. Hoa tình, hoa hậu, hoa đỉnh cao, hoa viên mãn, hoa đỉnh cao gần đúng nha, chưa đúng. Hoa tuổi thơ. Mọi người hãy suy nghĩ về những cái tốt đẹp trong cuộc sống này để trả lời câu hỏi này. Hoa chân thật cũng đúng. Hoa tai, hoa giảm 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 giảm, hoa chân thành, hoa trạng nguyên, chưa đúng. Mọi người hãy suy nghĩ, mọi người đã có cái hướng đi đúng rồi. Trả lời câu hỏi hoa nào đẹp nhất, hoa nào đẹp nhất, mọi người đã có câu trả lời đúng rồi. Hoa thành tựu, chưa đúng. Hoa chiến thắng, chưa đúng. Hoa đường đời, chưa đúng. Hoa trinh nữ, chưa đúng. Hoa trạng nguyên, chưa đúng. Hoa trẻ em, chưa đúng. Hoa thành công, hoa vạn thọ. Có câu trả lời nha mọi người nha. Mọi người đã gần đúng rồi, mọi người đã đi tới gần đích rồi. Mọi người đã đào được, mọi người đã đi được gần tới cái sự thành công. Câu trả lời đúng, mọi người đã đi gần tới rồi. Mọi người hãy cố gắng lên, động não lên suy nghĩ. Tại vì mọi người đã biết được cái hướng để mọi người đi, thì mọi người phải đi cho tới. Mọi người phải đi cho tới để mọi người tìm ra câu trả lời đúng cho chính bản thân mình. Và hoa thật lòng, gần đúng. Những câu hỏi này em đã tìm ra được một người có câu trả lời rất là chính xác, rất là chính xác, đúng với câu trả lời của shop. Đó là câu trả lời hoa tâm. Hoa tâm, câu trả lời của chúng ta là hoa tâm nha mọi người nha. Hoa tâm là hoa trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta, luôn có một loài hoa rất là đẹp gọi là hoa tâm. Đó là chính là cái tâm hồn của chính bản thân của mỗi người chúng ta là đẹp nhất. Mọi người hãy để cho cái tâm hồn mình lúc nào cũng đẹp như hoa thì người ta sẽ gọi là hoa tâm. Hoa tâm là hoa đẹp nhất nha mọi người nha. Mọi người nên nhớ, hoa tâm là hoa đẹp nhất. Lạc mất trả lời đúng rồi nè, hoa tâm nè. Mọi người nhớ, hoa tâm là hoa đẹp nhất trong cuộc đời, trong cuộc sống của một con người. Hoa tâm là hoa đẹp nhất. Đây chính là thông điệp mà shop muốn gửi đến cho mọi người qua câu hỏi ngày hôm nay. Shop muốn gửi đến mọi người là hoa tâm là hoa vô cùng đẹp. Hoa tâm là hoa đẹp nhất trong lòng mọi chúng ta nha. Chúng ta phải giữ cho mình có một cái tâm hồn thật là đẹp, hãy giúp đỡ nhiều người và hãy sống cho thật thoải mái vào hoa tâm. Câu trả lời của chúng ta, câu trả lời đúng là hoa tâm. Hoa tâm nha mọi người nha. Sóc heo hoa tâm chưa trả lời, chưa 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 chưa. Người trả lời đúng là chị Huỳnh Nhã Trúc nha. Hoa tâm là câu trả lời chính xác của chúng ta ngày hôm nay.
Hôm nay chúng ta đã tìm được một nhân tài của đất nước rồi, mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị câu hỏi tiếp theo. Và trong cái quá trình mà chuẩn bị câu hỏi tiếp theo thì chúng ta sẽ lai đồn một chút xíu nha mọi người nha. Xếp 3 cái đầm này là 180.000, 3 cái nha. Xếp 3 đầm khác nhau 180k. Hoa tâm là câu trả lời chính xác nhất. Hoa tâm. Rồi mọi người ơi, xếp 3 cái đầm là 180.000 nha. 3 cái đầm ở dưới đây là 180.000. Sai từ 8 cho đến 18kg. Sai từ 8 cho đến 18kg. Sai từ 8 cho đến 18kg. Chị Kim Thoa ơi, không thấy comment của mọi người. Không phải là comment của ai, em cũng thấy được. Rồi, xếp 3 đầm 180k nha. Xếp 3 đầm này 180k. Ai lấy thì comment giúp em nha. Xếp 3 cái đầm 180k. Hôm nay em lai đồ 100.000 3 cái nha mọi người nha. 100.000 3 cái. Xếp 3 đầm 180k đây mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn. Sai từ 8 cho đến 18kg. Đây, 3 cái đầm 180.000 thôi mọi người ơi. 3 cái đầm 180.000, cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương luôn. 3 đầm này 180.000 nha. 3 đầm 180.000. 3 đầm 180.000 nha mọi người nha. 180k 3 cái. Đây. Lẽ là 80k một cái, xếp một set 3 cái 3 màu khác nhau là 180k nha mọi người nha. Mẫu này 180k. Ai lấy thì comment giúp em nha. Sơ mi phía dưới là của trẻ em nha. Size từ 10 cho đến size từ 10 cho đến 25kg có size. Mẫu này đầm công chúa bé gái nha, 150k. 150k. Size từ 6, size từ 6 cho đến từ 6 cho đến khoảng 13kg là có size. Rồi mọi người ơi, đây nha, đây nha. Set 3 đầm này là 180k, 3 đầm 180.000 3 cái nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Size từ 8kg cho đến 18kg 3 cái đầm nha mọi người nha. Cực kỳ xinh luôn. Ai lấy thì comment giúp em nha. Ai lấy thì comment giúp em. Set 3 cái đầm 180.000, set 3 cái 180.000 nha. 3 cái 180.000. Đây mẫu này 3 cái 180 nha. Rồi. Đồ bộ bé gái nha mọi người nha. Đây, các mẫu này là 40k. 40k một bộ nha. 40k một bộ. Một set 4 bộ là 160k. Một set 4 bộ là 160k nha mọi người nha. Ai lấy mẫu này thì comment giúp em nha. Size từ 6 cho đến size từ 6 cho đến 13kg. Một set này 4 bộ 4 màu khác nhau nha. Một set 4 bộ 4 màu khác nhau 160.000 cho mẫu này. Mẫu này một set 4 bộ là 160.000. Một set 4 bộ là 160.000. Mẫu này 40k. Ai lấy thì comment giúp em hoặc chụp lại màn hình lên inbox giúp em nha. 40k một bộ thôi nha. 40k một bộ. Rồi, em đọc mã số cho mọi người dễ lựa nha. Rồi. Mẫu này mã số 1 nha. Mã số 1 40k. Từ 6 cho đến 13kg mã số 1. Mã số 1 40k. Mã số 1 40k. Có đồ bé trai nha chị Hạnh Ngô nha. Mã số 1 40k. Mã số 1 40k. Rồi. Mã số 2. Mã số 2 40k. Từ 6 đến 13kg mã số 2. Mã số 2 40k. Ai lấy mẫu nào thì comment mã số nha. Thanh Thảo lấy mã số nào chị ơi? Cho em xin số điện thoại nha Thanh Thảo nha. Hoặc chị có thể chụp màn hình lại và inbox cho shop nha. Mã số 2 40k. Mã số 2 40k nha, mã số 2. Mã số 3 40k, mã số 3 40k. Có 5kg nha chị Trần Ngọc Ánh nha. Vải này là vải KT Thái rất là mềm nha, 40k một bộ thôi nha. Mã này là mã số 3. Mã số 3 40k màu đỏ nha. Vải này rất mềm, rất mịn luôn nha mọi người nha, 40k. Rồi, mã số 4 40k. Một set 4 bộ 160.000. Mẫu này size từ
từ 5 kg cho đến khoảng 13 kg là có sai. Đây, cực kỳ xinh luôn nha mọi người nha, cực kỳ xinh luôn. 40k một bộ thôi, 40k một bộ nha, 40k một bộ. Rồi, đồ bé trai nha mọi người nha, đồ bé trai. Mẫu này mã 39, 50k nha. Mẫu 39, 50k, size từ 6kg cho đến 4kg, 4 tháng mặc vừa nha chị nha. Thanh Thảo Nguyễn lấy 4 bộ. Chị ơi, cho em xin số điện thoại nha, cho em xin số điện thoại. Mẫu này 50k vải lanh, size từ 6 cho đến 15kg. 50k vải lanh, mã 39. Mã 39. Chị Thanh Thảo cho em xin số điện thoại nha, chị Thanh Thảo nha, cho em xin số điện thoại. Ai lấy mẫu nào thì comment giúp em mã nha. 39 50k, 39 50k. Mẫu này là bé trai nha, mã 40. Mẫu này mã 40 50k. Cái áo đỏ ở trên 80k chị ơi. Set 3 đầm là 180.000 nha, 3 đầm 180.000, 3 đầm 180.000, set 3 đầm nha. Rồi, mẫu này bé trai nha, 50k vải lanh. 50k vải lanh mã 40, từ 8 đến 15kg. Từ 8 đến 15kg nha mọi người nha. Mã 40. Mã 41, mã 41 vải lanh, 8 đến 15kg, mã 41 50k. 50k. Mã 41. Mã 39. Mã 39. Đây mã 39 này chị ơi, trai gái gì cũng được nha chị Hoàng Ngọc Thúy nha. Mẫu này là bé trai gái gì mặc cũng được nha. Mẫu này 39, mẫu này là mẫu ba, mã 39 50k nha. Thanh Thảo nè. Rồi ok, chị Thanh Thảo 4 bộ 160 nha. Rồi 50k một bộ, một set 4 bộ là 180.000 bé trai nha. Set 4 bộ 180.000 bé trai. Size từ 6 cho đến 15kg nha, vải lanh nha. 4 bộ 4 màu khác nhau. Mã 39, 40, 41. 39, 40, 41, 42. Đây là mã 38. Set 4 bộ 180.000 bé trai nha. 38, 39, 40, 41, 4 mã nha mọi người nha. 4 mã này 50k một bộ, một set 4 bộ là 180.000, 4 bộ nha. Đầm ở phía trên là 3 cái là 180.000 nha chị Minh Thu nha. Cái váy áo đỏ. Đây chị Thi Thi Nguyễn ơi, váy áo đỏ là mẫu này nha chị nha. Lẻ là 80k, lẻ là 80k. Còn set 3 cái là 180, set 3 cái là 180 nha. Đây, bên em đang sale. Cực kỳ xinh luôn nha, màu sắc rất là tươi sáng nha, trễ vai. Đây. Mặc đi học mẫu giáo rất là dễ thương. Rồi, mẫu này set 4 bộ nha. Có lanh 20kg nha chị nha. Mẫu này set 4 bộ 20kg là các mẫu này. 20kg là các mẫu này nha, set 4 bộ này. Đó. Set 4 bộ là 180.000 4 bộ vải lanh nha, bé trai nha. Mã từ 38 đến 41, bé trai. Rồi qua mẫu. Mẫu này 50k mã 36. Hàng caster. 50k mã 36. Rồi, nhìn lại set 4 bộ bé 89kg đúng không? Đây chị ơi, bé gái đúng không? Set 4 bộ này là 160 nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Đây set này mã 1234 nha. 1234, 4 bộ là 160.000, họa tiết Nhật Bản nha mọi người nha. 1234, 4 bộ là 160. 4 bộ là 160, 4 màu khác nhau nha. 4 bộ 160 nha mọi người nha. Size từ 6 cho đến khoảng 13kg là có size nha. 6 đến 13kg có size. Đây ạ. 164 bộ nha, 164 bộ. Sơ mi vàng là của bé trai chị ơi, Mỹ Hòa. Đúng rồi, ba váy ở trên. Ba váy trên đây là 180 nha.
áo phía sau này là 85k một cái nha mọi người nha. Áo phía sau là 85k một cái. Rồi, mẫu này set 4 bộ 160 nha, mã 1234 nha. Ai lấy thì comment giúp em nha, set 4 bộ là 160.000. Rồi em qua mẫu này nha, qua mẫu nha cho nó nhanh. Rồi set bé trai 4 bộ 180 vải lanh nha. Vải lanh nha. Size từ 8 đến 15 kg các kiểu này. Mẫu này là size từ 8 đến 20 kg. Các mẫu này là size từ 8 đến 20 kg nha, mẫu này là từ 6 đến 15 kg. Set 4 bộ 180.000 bé trai nha. Rồi. Mã 36 50k. Ai lấy mẫu này thì comment giúp em nha. 36, mã 36 50k. Sơ mi vàng không có 6 kg. Mẫu sơ mi vàng này là từ khoảng 10 kg cho đến 25 kg. Mẫu này là 10 đến 25 kg, hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu. 85k. 85k. 4 độ bé gái là vải KT chị ơi. Vải KT Thái nha. Vải KT Thái. Mẫu này mã 36 50k, size từ 8 cho đến 20 kg. 50k mã 35. Mã 34. 34 35 36 50k nha. 34 35 36 50k hàng Caster. 34 35 36 5kg không có chị Ngọc Ánh ơi, 5kg không có, mẫu đó khoảng 8kg trở lên nha. Rồi, mẫu này 34, 35, 36 này nha, 50k hàng thun nha, vải thun Caster, thun cô tông xuất khẩu, 3 bộ là 150. Rồi, mẫu bé gái nè, ai đặt thì comment giúp em nha. Mẫu này 4 bộ 200k nha, mã 27 60k một bộ. Size từ 8 kg cho đến khoảng 20 kg có size nha, 8 đến 20 kg có size, mã 27. Mã 27, mã 27. Lanh bé gái 164 bộ. Đây, mã 29. Mã 28, 4 bộ này là 200.000 nha, 4 bộ 200. Còn một bộ nữa đâu rồi ta. Đây mã này là mã 29 nè. 29 màu cam, size từ 6 từ 8 kg cho đến khoảng 20 kg nha. Từ 8 đến 20 kg. 8 đến 20 kg nha mọi người nha. Mẫu này từ 8 cho đến 20 kg, 60k một bộ. Một set 4 bộ là 200.000. Mẫu này mã 27 màu đỏ. 27 size từ 8 cho đến 20 kg nha, 27 từ 8 đến 20 kg. Cực kỳ xinh luôn nha. Mã 28. Mã 28. Mã 28. Mẫu này mã 28 nha. Mã 28. Mã 28. Một set 4 bộ 4 màu khác nhau nha. Một set 4 bộ 4 màu khác nhau là 200k. Ai lấy thì comment giúp em nha. Sơ mi này là từ 10 kg đến 25 kg nha, 85k. Sơ mi vàng bé trai đây, 85k. Set đầm 3 đầm phía trên kim khuê 4 bộ này bao nhiêu? 200k. Thư tây nè, 3 bộ bé trai 150, cho em xin số điện thoại thư tây ơi. Thư Tây đúng không? Thư Tây, cho em xin số điện thoại nha chị Thư Tây nha. Thư Tây, chị Kim Khuê, set 4 bộ đó là 200.000 nha chị nha. Set 4 bộ 200. Đồ lanh từ từ nha chị nha. Đợi em một chút, chị Thư Tây nè. Thư Tây số điện thoại. Kim Khuê, Hiệp Nguyễn. Đầm trên là 3 cái là 108, 3 cái 108. Thư tây từ khoảng 8 cho đến 16 kg nha. Có size 20 kg, có size 20 kg. 4 bộ 9 kg kim khuê cho em xin số.
4 bộ 200 đúng không? 4 bộ này đúng không? Mẫu này 4 bộ 200 ngàn nha, 4 màu khác nhau nha, đỏ, cam, vàng, hồng nha. Đỏ, cam, vàng, hồng, 4 bộ 200 ngàn. Chị Khuê cho em xin số điện thoại này, chị Khuê nè. Chị Khuê, 4 bộ 9 ký, 200k. Chị Khuê, cho em xin số điện thoại chị Khuê ơi, 9 ký nè. Rồi Thư Tây cho xin số điện thoại, đi Thư Tây ơi. Mẫu này 4 bộ 200 nha, lẻ 60k một bộ, 4 bộ 200 nha. Mã 27, 28, 29, 30. 27, 28, 29, 30. 4 bộ này là 200 ngàn. Ai lấy mẫu này thì comment giúp em để em qua mẫu nha. Có màu vàng nữa nha mọi người nha. Có màu vàng nữa. Nè em ghi số vậy em có mở ra không nhỉ? Kim Khuê nè, 01697. Mọi người ơi, hôm nay sale đồ rất là nhiều và đồ bên em là rất cực kỳ xinh luôn. 3 năm 9868. Rồi ok chị Khuê nha. Hoài Thu 4 bộ 8 kg nè. Không có miễn phí ship cho chị Hoài Thu nha. Hoài Thu 4 bộ 8 kg, Hoài Thu. Cho em xin số đi chị Hoài Thu ơi. Hoài Thu khách quen đúng không? Có quen không? Rồi, Thư Tây, Thư Tây cho xin số điện thoại Thư Tây ơi, Thư Tây nè. Hoài Thu cho em xin số nha, Thư Tây 01208157183. Chị thôi em ghi luôn đi. Đưa chị làm gì? 4 bộ này 4 bộ này 200k nha, size từ 8 cho đến 20 kg có size nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Từ 8 đến 20 kg có size, 4 bộ 4 màu khác nhau nha. Cam, vàng, đỏ, hồng, 4 bộ 180.000 thôi. 4 bộ 200 thôi, sorry. 4 bộ 200 thôi, đây là quần nha. Áo. Đây lấy từ trong bọc ra luôn nha mọi người nha, cực xinh luôn, 4 bộ 200, 4 màu khác nhau nha. Cam, vàng, đỏ, hồng nha, cam, vàng, đỏ, hồng, 4 màu khác nhau nha. 200k một set này, size từ 8 cho đến size từ 8. Chị Hoài Thu ơi, một lát em sẽ báo phí ship nha. Chị cho em xin số điện thoại trước đi. Một lát bên em sẽ gọi điện inbox cho chị nha. Mẫu này 4 bộ 200 ngàn nha. Cực kỳ xinh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì comment lẻ giúp em để em qua mẫu nha mọi người nha. 4 bộ 200 đây, 4 bộ 200 ngàn thôi. 4 bộ 200 ngàn, 4 bộ này 200 nha. Cực kỳ xinh, 4 màu khác nhau nha. Chị Thư Hoài Thu nè, Thư Tây nè. Hoài Thu cho em xin số nha, Hoài Thu nha. Chị cho em xin số. Rồi 4 bộ này 200 ngàn nè, cực kỳ xinh luôn. Lẻ là 60k một bộ nha, lẻ là 60k một bộ. Size 20 kg nha, size từ 8 đến 20 kg là có size. 4 bộ này là 200 ngàn nha. Rồi Thư Tây 18 đến 10 kg, ok. Chị ơi cho em coi lại váy sọc ở trên đi. Váy sọc ở trên 3 cái 180 nha. Ai thích váy thì mua nha. Váy 3 cái 180, 3 màu khác nhau nha, 3 kiểu khác nhau nha. Váy 3 cái 180 ngàn, 3 cái kiểu trễ vai nha. Mẫu này đi học cực kỳ xinh, đi chơi cũng xinh luôn. Vải rất là mềm mịn nha, vải này rất là mềm mịn, rất là sáng. 3 cái 180k, 3 cái 180k nha. Ai lấy thì comment giúp em nha, 3 cái 180k nha. Thi Thi nè, có lấy Thi Thi không? Thi Thi có lấy thì comment giúp em nha, 3 cái 180k thôi nha Thi Thi nha. 3 cái này 180 thôi, lẻ là 80k một cái. Rồi mẫu này 4 cái 200 có ai lấy nữa không? Không ai lấy em qua mẫu nha mọi người nha, 4 cái 200 nha. Mẫu này 4 cái 200 nha. Rồi ok chị Thư Tây nè. Rồi mẫu này 4 bộ 180.000, 4 bộ nha, size từ 6 kg cho đến khoảng 15 kg nha, 4 bộ 180.000. Mẫu này 4 bộ 180.000 nha. 4 bộ 180.000, size từ 6 cho đến 15 kg, 4 bộ 180. 4 bộ 180, sao lần nào cũng thiếu một bộ vậy ta? 4 bộ 180.000, 4 bộ. Rồi ai lấy mẫu này comment giúp em nha. Mã 23 23, 24, 25. Mã 23 nha. Mã 23
180k 4 bộ nha mọi người nha. Mẫu này 180.000 4 bộ. 4 màu khác nhau nha. Hồng, đỏ, vàng, xanh. Rồi ok. Mẫu này 4 bộ 180 nha. 4 bộ 180 lẻ là 50k 1 bộ nha mọi người nha. 4 bộ 180. Ok chị Kim Khuê nha. Rồi tới mẫu này. Mẫu này 4 bộ 160k nha mọi người nha. 4 bộ 160k vải phi. Vải phi 4 bộ 160k đây. Size từ 8kg nha. Size từ 8 cho đến khoảng 18. Từ 8 đến 18kg nha. 4 bộ 160. Mẫu này 4 bộ 160 nha mọi người nha. Rồi Màu vàng mã 18, 19, 20, mã 21, mã 22. 4 bộ 160k nha. Từ 8 cho đến 18kg nha. Từ 8 cho đến 18kg vải phi. Áo 2 dây nha mọi người nha. Áo 2 dây nha. Đây, vải phi áo 2 dây. 8 đến 18kg nha. Vải này là vải phi. Mã 18, 19, 20, 21, mã 22. 4 bộ 160k, 40k một bộ nha mọi người nha. Mẫu này 40k một bộ thôi. Cực kỳ xinh luôn, 40k một bộ nha. Ai lấy thì comment giúp em nha, 40k một bộ. Đồ bé trai có nha chị nha. Đồ bé trai có. Rồi, mẫu này phi lụa nha. Mẫu này phi lụa cũng rất là xinh luôn. 40k một bộ nha. 40k một bộ. Mã 14 từ 8 đến 20kg nha. 14. Mã 14, 14. 14 từ 8 đến 20kg, mã 14. Mã 15. Mã 16. Mã 17, 4 bộ 160.000. 4 bộ này chỉ có 160.000 thôi nha mọi người nha. 4 bộ 160.000, 4 bộ này 160.000. Vải phi lụa nha. Vải phi lụa. Size từ 8 đến 20kg có size. 8 đến 20kg có size nha, vải phi lụa nha. 4 bộ 180.000, 4 bộ. Lấy đỏ với xanh nha. Thanh Thảo Nguyễn. Rồi mẫu này cũng 40k luôn nha. Mã 13. Màu xanh rêu nha. 40k mã 13 màu xanh rêu nha. Mẫu này 40. Mã 13. Ai lấy mã nào thì comment mã giúp em nha. 7kg có nha chị nha. 7kg có nha. Đỏ với xanh đậm hả? Là chị Thanh Thảo lấy mẫu nào nha? Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo hồi nãy có đơn chưa chị ơi? Chị Thanh Thảo cho em xin số điện thoại đi nha. Có đơn chưa nha? Mẫu này 4 bộ 160 nha. 4 bộ 160, 4 bộ. Vải phi nha. Rồi. Áo ba lỗ bé gái. Áo ba lỗ bé gái nha. Áo ba lỗ bé gái. Mã số 9. Mã này là mã số 9. Size từ 3kg cho đến khoảng 12kg nha. 3 tới 12kg mã số 9. Áo thun ba lỗ hàng Quảng Châu. Sao ngộ nó không tự động nó nhảy lên giống nãy nha. Có đồ bé trai 7kg nha chị nha. Huỳnh Kim Khuê. Set đầu tiên lấy bộ hồng với vàng 9kg. Set sau lấy 4 bộ. Huỳnh Kim Khuê. Set sau là set nào? Ủa không chụp màn hình lại được luôn hả? Rồi mẫu này nha. Mẫu này áo ba lỗ nha. 60k một bộ nè. Mẫu này mã số 9, 60k một bộ, size từ 3kg cho đến khoảng 12kg nha. Mẫu này mã số 9 nha mọi người nha. Mẫu này mã số 9.
Mẫu này mã số 10. Mã số 10. Mã 11. Chị có ghi trên này. Mã 11. Từ 3 cho đến 11 ký nha. Từ 3 đến 11 ký 60k một bộ nha. Hàng Quảng Châu nha mọi người nha. 9, 10, 11, 12 nha. Em nhắc lại nha. Mã số 9 nè, mã số 9. Mã số 10. Từ 3 ký nha, từ 3 cho đến 11 ký. Mã số 11 và mã số 12. Mã số 12 bốn bộ này nha, 60k một bộ. 60k một bộ nha mọi người nha. Rồi. Yếm bé gái. Đây là yếm cho bé gái nha. Yếm vải tôn. Mẫu này vải tôn nha mọi người nha, cực kỳ mát luôn. Cực kỳ mát. Rồi ok chị. 108. Có chị Bích Tuyền ơi. Váy này 150 nè chị, 150 nha. Size từ 6 kg cho đến 13 kg có size, 150k hàng Quảng Châu nha mọi người nha. 150k hàng Quảng Châu, cực kỳ mát luôn, mềm nữa. Set 3 váy ở trên này là 180k 3 cái nha. Rồi, mẫu này vải tôn mã số 8. Size từ 3 cho đến 12 kg. Mã số 8. Mã số 7, màu hồng. Mã số 6 màu trắng, vải tôn nha, từ 3 đến 12 kg. Set yếm quần dài nha, Mã số 5. Mẫu này lẻ là 50k, set 4 bộ 180k nha, set 4 bộ là 180k. Lẻ là 50k nha, em đọc lại mã nha. Mã số 5. Mẫu này là mã số 5 màu đỏ nha. Yếm nha, mẫu này là yếm 2 dây cột rất là xinh nha. Cực kỳ mát luôn nha mọi người nha. Mẫu này bé mặc cực kỳ mềm, cực kỳ mát luôn. Đi chơi hay ở nhà cũng đều đẹp nha. Màu đỏ mã số 5, 50k, set 4 bộ 108. Mã số 6 màu trắng. Size từ 3 cho đến khoảng 11, 12 kg nha. Từ 3 cho đến khoảng 12 kg. Mã số 6 màu trắng. Mã số 7 màu hồng. Mã số 7 nha, quần dài nha, vải tôn. Mã số 8 màu cam nha. Cực xinh luôn, màu cam nè mọi người ơi. Cực xinh đẹp luôn. Mã số 8. Thun bé trai 20kg 60k một bộ nha chị nha. Đây. Set 3 bộ 150. Đây nha mọi người nha. Rồi mẫu này mã là 5678 nha. Mã 5678 4 bộ 108. Mã 5678 nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Mã 5678. Rồi. Mẫu này mẫu này 50k. Mẫu này 50k nha. 50k. Mẫu này khoảng 15 kg 50k. Ai lấy thì comment giúp em nha. 5678 Hiền Tỷ Tỷ. Mẫu đó không có 17kg chị ơi. Đây chị Hiền Tỷ Tỷ ơi, mẫu này có 17kg nha chị nha. Mẫu này là mã 29, 26, 27, 28, 29 nè. Mẫu này là có size 17kg nha chị nha. 4 bộ 200 nha. 4 bộ 200. Mã từ 29 đến 30. Mã 29 đến mã 30 nha. Đây. 4 màu nha. Mã 29 đến 30 có size 17kg nè. 4 bộ 200k nha. 4 bộ 200. Cuộc nơ rất là dễ thương, rất là xinh luôn nha. Đây. Quần, áo. Mã từ 26 đến 30. Huệ Hoàng kìa. Mã 8, 50k 12kg, mã số 8. Rồi ok chị Huệ Hoàng nha. Mã trước không có size. Mã này là mã 32 nè. Mã 32 nha. Size từ 15 cho đến 45kg có size nha. 15 tới 45kg có size 60k nha. Mã 32.
bốn màu nha. Đây là quần đây. Quần của nó ở đây nha. Mã 32. Bốn màu. Set 4 bộ là 200. Set 4 bộ 200 nha, mã 32. Rồi mã 33 nè. Mã 33 từ 15 đến 45 kg nha, mã 33. Mã 34. Mã 34. Mã 35. Set này là có size từ khoảng 15 kg đến 45 kg nha, 15 tới 45 kg là có size nha. Bốn màu khác nhau nha. Mã từ 32 đến 35 nha mọi người nha. Bốn bộ bốn màu. Bốn bộ bốn màu. Hàng này là hàng caster nha, thun cực kỳ đẹp luôn, hàng caster nha. Thun cực kỳ đẹp luôn. Đây. Bốn bộ này 200.000 nha. Rồi, mẫu này 79k bé trai, mã A6, size từ 3 đến 15kg, A6, 79k, A6 79k nha. Mẫu này mã A2, 79k đồng giá nha, A2, hàng này là hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn luôn nha, 79k một bộ nha. Mẫu này là A1, 3 màu khác nhau nha, A1 79k. A5 79k, mã A5, size từ 3 đến 15kg bé trai. Mã này là mã A4, 79k. A4 79k, mã A4 nha. A4. Set này 4 bộ bé gái. Yếm nha mọi người nha, yếm quần đùi 4 bộ 160k từ 3 cho đến 12kg. 4 bộ đùi nha. 4 bộ yếm đùi 160k 4 bộ. 160k 4 bộ nha. Yếm đùi. Ai lấy mẫu này comment giúp em nha, 4 bộ 160. Yếm đùi nha mọi người nha, yếm nhưng mà quần đùi nha. Đây, vải cực kỳ mịn, cực kỳ mát luôn nha. Cực kỳ mịn, cực kỳ mát luôn. 4 bộ 160.000. Vải yếm, vải lanh nha, tôn lanh nha. Yếm 4 bộ này 160. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha. 4 bộ 160 nè. Rồi, đầm này 3 cái 100k. Đầm này 3 cái 100k, size từ 8 cho đến 13kg, 3 cái 100.000 nha. 3 cái 100.000. Vải là vải von, cực kỳ đẹp luôn nha. Hè mặc đầm này rất là mát nha. 3 cái 100k thôi. Đây mọi người, 3 cái 100.000 nha, cực kỳ đẹp luôn. Đầm 3 cái 100, ai lấy thì comment giúp em nha. Đầm 3 cái 100k. 3 cái này chỉ có 100k thôi nha mọi người nha. 3 đầm 100k, ai lấy thì comment giúp em nha. 3 đầm 100k. Rồi, áo này 50k nha, 50k. Size từ 6 cho đến khoảng 20kg nha. Áo 50k. Áo 50k nha, size từ 6 đến 20kg, 50k. Không, đồ mẹ và bé bên em chưa có chị ơi. Rồi, quần legging bé gái nha. Quần legging bé gái mẫu này 50k nè, hàng Quảng Châu. 50k hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Đây, cực kỳ xinh luôn. Hàng Quảng Châu, size từ 3kg cho đến khoảng 13kg. Mẫu này từ 3 đến 13kg, hàng quần len nha mọi người nha, quần len. Cực kỳ xinh luôn, 50k. Áo 45, quần 35. Mẫu này áo 45k, quần 35k nha. Size từ khoảng 13kg cho đến 20kg. Áo 45, quần là 35k. Rồi, yếm bé gái. Yếm là 75, áo 45, hàng Quảng Châu nha.
Áo là 45k, yếm là 75k, hàng Quảng Châu size từ 10kg cho đến 18-20kg nha. Đây, hàng Quảng Châu thun co giãn cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Mẫu này 45k, yếm là 75k, size từ 10kg nha. Size từ 10 cho đến 20kg, 10 đến 20kg, 75k yếm nha mọi người nha. Huệ Hoàng xem lại set vừa qua. Set nào ta? Đầm 17kg mặc vừa không? Không vừa chị ơi, đầm 17kg có đầm thun mặc vừa nha. Rồi mẫu này áo 45k nha, áo 45k màu trắng chấm bi 2 dây 2 tầng, quần 35k. Yếm này 75k nha, yếm 75k, yếm 75k. Yếm 75k, áo 45k. Size áo là từ khoảng 10kg cho đến khoảng 35kg là có size. Còn còn yếm là từ khoảng 10 cho đến, đưa cho chị 10. À, áo này 50k nha chị nha, hàng Quảng Châu. Quần này là quần len size từ 3 cho đến 13kg nè, 50k một cái quần nha. Mẫu này 50k một cái quần. Đây, cực kỳ đẹp luôn á. Áo này 50. Mẫu này yếm 75 nha, yếm 75 áo 45. Rồi yếm 75 áo 45 nha. Yếm 75 áo 45. Đầm này 60k. Đầm này 60k nha, size từ khoảng 10kg, từ 8kg cho đến khoảng 20kg. 8 đến 20kg nha. Đầm mã D1. Từ 8 cho đến 20kg trễ vai nha mọi người nha. Kiểu mặc sẽ là kiểu trễ vai như vậy. Đó, có nút. Có nút ở đằng sau là có nút, có nút mở ra luôn. Đây, đằng sau là có nút mở nha. Mẫu này 60k, size từ 8 cho đến khoảng 20 20kg. Mẫu này mã D1 nha. D1, D1. Đây, mã D1. Rồi, đầm này là 90k. Đầm này 90. Size từ 6kg cho đến 8kg nha. Từ 5 đến 8kg. Hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Mẫu này hàng Quảng Châu cực kỳ xinh luôn. Mã D1. 90k. Từ 5 6kg nha đến 8kg, D1 90. À, D2 đi. Rồi áo sơ mi bé trai 85k. Áo sơ mi Quảng Châu. Áo trắng nha. 85k một áo. 85k. Đầm này là đầm bé gái, size từ khoảng 10kg nha, 10 đến 20kg, 75k. 10 đến 20kg, 75k nha, đầm công chúa. Đầm này là 3 tầng. Mã C1 75k, từ 10 đến 20kg. C1 nha, C1. Mẫu này mã C1 nha mọi người nha, C1. Rồi, mã C2. Mã C2 75k. Từ 10 đến 20kg luôn nha, C2. 75k. Mẫu này mã C2 nha. Rồi mã C3. Mã C3. Mã C3 từ 10 đến 25kg luôn nha, C3. 75k luôn nha mọi người nha. Đầm này đồng giá 75k nha. 75k. Rồi, mã C4. Mã C4 nha, mẫu này 80k C4.
Mẫu này 80k. C4 là từ khoảng 10 đến 20 kg luôn. C4 nha, C4. C5. 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 Mẫu này là còn khoảng từ 15 đến 18 kg. C5 70 80k. 80k. 15 đến 18 kg nha. Mẫu này là mã C5. Cho xem. Set A, chị Huệ Huỳnh. Set này hả chị ơi? Mẫu này 4 bộ 200k nha chị nha, 4 bộ 200. Bé gái. 4 bộ 200k bé gái nha. 4 màu khác nhau, vàng, đỏ, cam. 200k, size từ khoảng 8 cho đến 20 kg nha chị nha, 8 đến 20 kg. Cực kỳ xinh luôn. 8 đến 20 kg thôi nha. Mã xe mấy rồi ta? C5. Rồi, mẫu này mã C6 nha. Mẫu này mã C6. À, mẫu này khoảng 12 13 kg nè, C6 75k. 12 đến 13 kg. 75k nha, 75k C6. À, mẫu này mã C7 nha, mã C7 khoảng 15 đến 18 kg. Mã C7 nha. Mã C7 từ cái mẫu này là từ 10 cho đến 20 kg mã C7. 80k. 10 đến 20 kg C7 nha mọi người nha, 80k. Rồi, mẫu này từ 10 cho đến 20 kg mã C8. C8 75k C8. Từ 10 đến 20 kg. C8 nha. Rồi đây là các mẫu đầm công chúa nha mọi người nha. Rồi Huệ Hoàng. Huệ Hoàng là set 4 bộ bé gái 12kg Huệ Hoàng đúng không? Huệ Hoàng. Chị Huệ Hoàng ơi, chị có số điện thoại chưa ạ? Rồi em ghi giùm chị nha, cộng 4 bộ 200 nữa nha. Có bé gái 30kg chị Xuân Thùy ơi. Mẫu này 4 bộ 200 ngàn bé gái 30kg có nè chị ơi. Đây mẫu này nha chị nha. Size từ 15 tới 40kg luôn nha, 40-45kg luôn nha. Hàng caster nha. 4 bộ 4 màu khác nhau 200 ngàn. 4 bộ 4 màu khác nhau 200 ngàn nha. Vải này rất mịn. Đây. Rất là mịn luôn nha mọi người nha. Tới 45kg mặc cũng được luôn nha. Từ 15 đến 45kg là có size nha. Đây. Mẫu này là size to nhất. Đây là size to nhất nè. 4 bộ là 260k một bộ nha. Vải này rất là thích luôn á mọi người. Vải này rất là đẹp. Rất là mịn mát nha. Đây 4 bộ 4 màu nha. 4 bộ 4 màu của nó là 200.000, size từ 15 đến 45kg có size nha. Đây 30kg bên em chỉ có 4 mẫu này thôi nha chị nha. 4 mẫu này là có size 30kg nha. Quần đây. Quần cực kỳ. Mẫu này rất là mát nha. Hết kiểu rồi chị ơi, 30kg chỉ có mấy kiểu đó thôi nha chị Xuân Thùy. Rồi mẫu này 70k một bộ nha, hàng bé trai. Khoảng từ 6 đến 8 kg. 70k, 6 đến 8 kg 70k nha. 6 đến 8 kg 70k. Mã Y1 nè. Mã Y2. Mã Y2 là 70k. 6 đến 8 kg luôn nha mọi người nha. Mẫu này, hai mẫu này em còn hai cái, xe còn 70k một cái nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Bé trai 70k.
Rồi. Cái đồ sale kia rồi ta. Rồi, hàng xịn bé trai nha mọi người nha. Hàng này là hàng xịn nha. Mẫu này 79k nha, từ 3kg cho đến khoảng 15kg là có size, từ 3 đến 15kg có size nha. Từ 3 đến 15kg có size, mã B1. B1 3 79k. 3 đến 15kg. B1 nha, mã này là mã B1. Thun này rất mịn, rất đẹp luôn nha mọi người nha. Đây mạc của nó đây. Mạc xịn nha. B1 79k. Mã B2 79k. B2 79k. Đây, cực kỳ xinh nha. B2 79, từ 3 đến 12kg. 3 đến 12kg B2. Rồi B3. B3 từ 10 đến 20kg. B3 79k. Từ 10 cho đến 20kg 79k. B3. Bé gái 13kg đúng không ạ? Rồi, các mẫu bé trai này 4 bộ. Các mẫu bé trai này 4 bộ 150k nha. Sát nách nè. Bé trai sát nách từ size từ khoảng 7-8kg nha. 7-8kg. 7-8kg cho đến khoảng 15kg nè. 4 bộ 160. 4 bộ 150k thôi. 4 bộ 150k sát nách nha. 4 bộ 150k sát nách. Vải tôn nha mọi người nha. Vải tôn 4 bộ 150k. Sát nách nha, vải tôn. Vải này cực kỳ mát luôn nha mọi người nha. 4 bộ 160. 13kg. Đây chị ơi, mã này 4 bộ 200 ngàn nha. Mã này 4 bộ 200. 4 màu khác nhau nha. Size từ 8 cho đến 20kg có size. 4 bộ 200 ngàn nha. Chị gà con. Rồi, áo thun ba lỗ bé gái. Áo là 50. Mẫu này áo thun Quảng Châu 50k nha. Quần 100.000 ba cái. Quần jean bé gái 100.000 ba cái nha mọi người nha. Quần jean bé gái 100k ba cái. Size từ 6 cho đến khoảng 20. 6 cho đến khoảng 13kg. Còn áo là từ 8kg. 8 cho đến 40kg nha. Áo ba lỗ Quảng Châu cực kỳ xinh luôn nha. Áo ba lỗ hàng Quảng Châu cực kỳ xinh luôn. Chỉ có 50k một áo thôi nha. 50k một áo. Áo ba lỗ 50k một áo nha mọi người nha. Hàng Quảng Châu cực kỳ xinh luôn. Đây, mặc vào rất là thoải mái, rất là dễ thương. Rồi, áo sơ mi bé trai đây. Có tay ngắn và tay dài luôn nha. 85k một áo nha. Size từ khoảng 10kg cho đến 20kg. 25kg nha. Size từ 10 cho đến 25kg có size. 85k một áo đồng giá nha. Kỳ sinh luôn, 85k nha, 85k. Một áo nha mọi người nha, 85k một áo. Rồi, đầm xeo 3 cái 100k nha mọi người nha. Đầm xeo 3 cái 100 ngàn.
Rồi nha, đầm này sale 3 cái 100k nha. Đầm caster, vải cực kỳ mềm mịn luôn nha. Size từ khoảng 8kg cho đến 20kg có size nha. 8 đến 20kg có size. 3 cái 100k. Đầm này 3 cái 100.000 nha mọi người nha. Ai lấy đầm 3 cái 100.000 thì comment giúp em nha. 3 cái 100k thôi ạ. 3 cái 100.000 nha. Đây, có nhiều mẫu khác nhau nha. Em sẽ lấy lộn xộn 3 cái 100k nha. Ai lấy thì comment giúp em 3 cái 100.000. Size từ 8 đến 20kg nha mọi người nha. Size từ 8 cho đến 20kg, 3 cái 100k. Đây mọi người ơi, có rất là nhiều màu sắc rất là đẹp nha. 3 cái 100k tùy chọn nha. 3 cái 100.000. Đó, 3 cái 100k nha. Em còn khoảng vài chục cái thôi. Đây, hàng caster nha. Đầm thun rất là đẹp. Đầm thun rất là đẹp. Em sale còn 3 cái 100k thôi. Size từ 8 cho đến 20kg. Có size. Chị nào mua đầm thì comment giúp em nha. Đầm 3 cái 100k nha mọi người nha. Đầm 3 cái 100.000. Rồi quần này 100k 3 cái nha mọi người nha. Quần jean bé trai, ở quần jean bé gái, sorry mọi người, quần lưng thun bé gái 3 cái 100k. 3 cái 100.000 nha. Mẫu này 3 cái 100.000. Cực kỳ xinh luôn, 3 cái 100.000 nha. Quần lưng thun rất là thoải mái, 3 cái 100k thôi. Mẫu này 60k nha mọi người nha. 60k. Size này khoảng 10-12kg. Ai lấy thì comment giúp em nha. 10-12kg 60k. Một set bao gồm chân váy và áo luôn. 160k. Mấy cái đồ sale người lớn không mất tiêu rồi ta. Không thấy luôn. Rồi mọi người ơi, đầm phía trên 3 cái. Đầm phía trên 3 cái là 180.000 nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. 3 cái 180.000 thôi mọi người ơi. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn nha. 3 cái 180.000 nha. Ai muốn mua gì thì comment giúp em nha mọi người nha. Có đồ bé trai nha, Kelly Trần nha. Mẫu này. Mẫu này 3 cái 180.000, 3 cái 180.000 3 cái. Cực kỳ xinh luôn. Đồ bé trai có chị ơi, đồ bé trai có Kelly Trần bé trai. Chị muốn mua đồ mặc nhà hay sao vậy chị ơi? Rồi mẫu này 50k một bộ, hàng caster nha. Hàng thun caster 50k một bộ. Size từ 8 cho đến khoảng 20kg là có size nha. Size 20kg là 60k một bộ nha chị nha. 50k một bộ, hàng caster nha, hàng caster 50k một bộ bé trai. Thun nha, vải thun. Rồi mẫu này bé gái nha, bé gái 50k. Bao gồm áo và chân váy 50k nha. Size khoảng 14-15kg 50k. Áo và chân váy luôn nha, 50. Còn 3 màu nha. Màu hồng, màu vàng. Mẫu này 60k nha. 60k áo trễ vai. Áo trễ vai và quần 60k một set. Bao gồm cục quần và áo luôn nha. Mẫu này size khoảng 13-14kg.
Rồi, set này nha mọi người nha, set này 80k một bộ. Đầm nè, set này 80k một bộ nha, bao gồm chân váy. Chân váy và áo ren nha mọi người nha. Áo ren trễ vai. Chân váy và áo ren trễ vai 80k. Có 4 màu nha, màu đỏ. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh. 4 màu. Đây. Các mẫu như thế này. 80k một bộ. Rồi mọi người ơi, có ai mua gì nữa không? Có ai mua gì thì comment giúp em nha. Có ai mua gì thì comment giúp em nha mọi người nha. Đầm này 3 cái 100.000 mọi người ơi. Đầm von nha, 3 cái 100k, 3 cái 100k, 3 cái thôi. Size từ 8 cho đến khoảng 13, 14kg, 100k, 3 cái nha. Size từ 8 đến 13, 14kg nha. Đầm von cực kỳ xinh luôn nha. 100.000, 3 cái đầm. Cực kỳ xinh luôn, 100.000, 3 cái thôi nha. Rồi, áo này 35k nha. Áo này 35k nha. Size từ 15 đến 20kg có size nha. 35k một cái nha. Hoa cực kỳ xinh luôn. 35k. Áo 35k nha. Ai lấy thì comment giúp em nha. Mọi người ơi, có ai mua đồ gì nữa không ạ? Có ai mua đồ gì thì comment giúp em nha. Nếu mà không ai mua đồ nữa thì em sẽ dừng livestream tại đây nha mọi người nha. Rồi mẫu này nha, 65k. Áo sơ mi bé gái từ 6kg cho đến khoảng 15kg. 65k một áo. Mẫu này 65k nha. Hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Hàng Quảng Châu nha mọi người nha. 65k một cái nha. 65k. Chị Lê An Gia ơi, bao nhiêu? Chị hỏi mẫu nào thì chị Lê An Gia ơi. Chị hỏi mẫu nào vậy chị ơi? Áo này là 65k nha mọi người nha. Áo này 65k một cái. 65k một cái áo này nha. Hàng Quảng Châu. Cực kỳ xinh luôn. Mẫu sau lưng 85k nha chị nha. Áo sơ mi bé trai size từ 10 đến 25kg 85k. Từ 10 đến 20kg nha mọi người nha, 85k một cái. Vải cực kỳ đẹp luôn, màu sắc tươi sáng nha, 85k, 85k một cái thôi. Giá này là bằng với giá buôn đó nha mọi người nha, không phải là giá bán lẻ là 85k đâu. Mọi người vào các cửa hàng bán thôi. Bán đồ Quảng Châu thì sẽ biết khoảng 100, ít nhất là 160.000 một cái áo sơ mi như thế này. Bên em bán 85k một cái thôi nha. Rồi, áo sơ mi trắng cũng 85k nha. Mẫu này cũng 85k nha. Hàng Quảng Châu. Hàng này là hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Hàng Quảng Châu 85k một cái. Mẫu này nha, set 4 bộ bé trai 160.000 nha. Vải tôn 4 bộ bé trai từ 8 cho đến khoảng 15kg có size nha. Từ 8 đến 15kg có size. Tôn dài là 60k một bộ nha. Set 4 bộ là 180.000. Set 4 bộ size nhỏ 180, size lớn là 200. Ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha. Này, tôn dài nha. Chị Kiều Trang ơi, bộ treo trên tường 3 cái 180. Phạm Thị Kiều Trang nè. Anh Như ơi, số ít nhất cũng khoảng 10kg mới được nha.
Kiều Trang đầm treo trên tường 3 cái 180 nha chị nha, 3 cái 180. Rồi mẫu này 60k một bộ nha, set 4 bộ 180, size lớn là 200. Size lớn là 200 nha. Rồi bé trai nè, 4 bộ 150 nha. Mẫu cái màu sắc nách này 4 bộ 150.000 nha. 4 bộ 150.000. 4 bộ. Mọi người ai lấy mẫu nào thì comment giúp em nha, để em biết đường em like nữa nha mọi người nha. Mọi người không nói gì thì em sẽ tắt livestream. Đầm này là đầm công chúa dành cho bé nha, 150k hàng Quảng Châu, cực kỳ xinh luôn, size từ 6kg cho đến 13kg nha mọi người nha. Vì giá có kiếm không em? Ở trong đó. Trong hộp tủ á. Rồi mọi người ơi, nếu mà không ai mua gì nữa thì em sẽ tắt livestream tại đây nha. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ. Thank you mọi người. Sơ mi bé trai sau lưng là 85.000 một cái nha chị nha. 85k một cái áo như vậy. Cực kỳ rẻ luôn, 85.000 một cái thôi, 85k một cái áo sơ mi bé trai. Cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương luôn nha, 85k nha. Mọi người mua ở ngoài không có giá là 85k đâu. Bên ngoài nó hơi ồn. Rồi, mọi người ơi, xong chưa? Mọi người ơi, mọi người mua gì comment cho em nào, cho xíu năng lượng đi. Rồi nha, mẫu này 40k thôi nha. Có ai mua gì nữa không mọi người ơi? Có 3 màu nha chị nha. Đây. 3 màu, 3 màu. Màu vàng. Màu vàng. Màu đỏ đô. Màu này là màu rất là sang luôn nha. Màu này là màu trắng. Rồi 3 mẫu 85k đồng giá nha chị nha. Size từ 10 đến khoảng 25kg. 10 đến 25kg có size nha. 85k một bộ. Lấy thì comment giúp em nha. Rồi mọi người ơi, xong chưa? Ai mua đồ gì nữa không? Ai mua đồ gì nữa không thì comment giúp em nha. Bên ngoài nó hơi ồn một chút xíu, không biết ai làm cái gì, ồn quá ồn. Nói không nổi luôn. Ba lỗ bé gái 60k một bộ nha mọi người nha. Màu cam, size từ 3 cho đến khoảng 12-13kg nha. Hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. 60k một bộ thôi. 60k một bộ nha cả nhà nha, 60k một bộ, 60k một bộ. Set 4 bộ là 220.000 4 bộ này nha. Cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xinh luôn. Rồi mẫu này 4 bộ 160 nha. 4 bộ 160 vải phi. Vải này là vải phi lụa nha mọi người nha. Phi lụa rất là mềm, mặc rất là mát. Đây 40k một bộ thôi. Có 4-5 màu lận nha. Màu vàng, màu xanh, màu hồng. Ai lấy thì comment giúp em nha. Rồi mọi người ơi, nếu mà mọi người không mua gì nữa thì em sẽ dừng livestream tại đây nha. Ngày mai khoảng 9 giờ rưỡi thì em sẽ like lại nha mọi người nha. Nếu mà không ai mua gì nữa thì em sẽ dừng livestream. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của shop nha. Còn ai muốn mua đồ thì hãy inbox cho shop em nha. Cảm ơn tất cả mọi người.